trong tuổi Dần, tháng Dần, năm Dần, ngày Dần. Chồng của ta rất là dữ nhưng mà rất là đạo hạnh. Ở La Đắc, Vương Anh về, sắp về quê là sau đây học báo xong sẽ về La Đắc đi thăm chồng. Sẽ nối duyên từ kiếp này tới kiếp sau là về luôn. Bởi vì chồng của Vương Anh có một cặp mắt buồn xa xăm. Bởi vì lạc nhau, lạc trong luân hồi khó tìm về lắm nhưng Vương Anh tìm được. Chồng Vương Anh có mái lúng đồng tiền giống Vương Anh. Thế nhớ mắt cũng giống như cha, cái tính cũng giống như cha. Trong tử vi của Vương Anh, Vương Anh biết coi tử vi, cung phu của Vương Anh là tử Dần. Cung Dần, bao nhiêu năm là sao gặp có những người tuổi Dần kể các bác tính cũng nói rằng là ta cho về gần người này. Tuổi Dần luôn, 74 hả bác? Mắt lý của mặt cung khí đó là một trong những nhân viên Vương Anh sẽ gặp lại. Và tại sao Phương Tranh nói cái câu là nguyên nguyên của Phương Tranh sẽ quần lại? Cuối cùng tất cả mọi thứ của Phương Tranh đóng lại tất cả mọi thứ. Chỉ đóng trong vòng 1 tháng 10 âm lịch năm 2023 là năm mẹ. Và từ đó tới giờ mọi người thấy cái mặt Phương Tranh nó khác. Mặt khác thì mình tìm được hạnh phúc từ cái mặt mình nở ra mọi thứ. Khẩu đau thì hát nhạc tình nó hay, nhưng mà nhiều rồi. Ai xuôi vạn lý, con đường thiên lý quê. Dặn nó trước khi lớn 18 tuổi, dặn con ra đường, con nhớ quẹo trái nha con. Là bên đó đã để sẵn một người chồng cho mình, một con đường đầy hạnh phúc. Nhưng mà tâm tính của một người nghệ sĩ, dạ, xong bước ra thì quẹo quay phải. Thế là cuộc đời em đi luôn tới giờ, em mới quẹo về được bên trái. Và khi mà về bên trái thì tất cả những tình yêu mà bao nhiêu mình cho là có cả kiếp trước kiếp này mình mới lâm tâm như vậy thì mình mới biết là mình đang theo một con đường vô vọng, không phải là cha mẹ mình định cho mình, bởi vì cha mẹ nào cũng thương con mình. Thì bây giờ Phương Thanh đã quay về bên trái. Trai mà cái người mà cha mẹ định cho Phương Thanh là trai đèn sách. Phương Thanh vẹo theo trai với nhau khác hẳn, đó là trai chuyên nghiệp. Thì Phương Thanh hôm nay sẽ hát vài câu của bài Song Song. Hai con đường song song đó, đi đi con mà không thấy cái đích đâu, nhưng mà nếu không quay lại thì tất cả mọi hạnh phúc của con sẽ nằm lại từ đầu. Và bây giờ Phương Thanh đang là hạnh phúc của mình, chuỗi ngày đầu tiên của cuộc đời mới. Và tất cả những cái gì Phương Thanh đã đi qua, Phương Thanh đã sắp được việc làm. Không phải của mình, có duyên có nợ nhưng không có phần. Thôi mình quay về với phần của mình. Bây giờ chúng ta sẽ hát cây một xíu bài Song Song rồi mình vào show mình nghe được không ạ? 27 tháng 4 này sẽ có. Là có một cái tâm tư của người du mục sống ở trên núi. Chúng ta thích đi về núi. Và đồng bọn của chúng ta cũng là những người rất thích về núi. Chúng ta quay một dòng quê hương toàn là núi rừng. Vì trước bài hát này của nhạc sĩ Nguyễn Thương. Nguyễn Trương là nhạc sĩ đã sáng tác bài hát Hồng Ba cho Nguyễn Trần Trung Quân. Đây là lần cuối cùng em hát bài buồn trong show này, rồi em sẽ mở ra một chương khác về với chồng. Tình vọng như đường thẳng song song. Tất cả mọi thứ phụ ta là do ta không có duyên, không có nợ. Không có duyên, không có nợ. Và nếu mình còn muốn khổ đau thì mình cứ đi tiếp cái con đường đó. Còn mình muốn hạnh phúc phải quay đầu lại. Cho nên cái hành trình của Vương Thanh là ngược dòng nguyên hương chứ không phải là thuận dòng. Cái số của Vương Thanh là ra cửa dặn vợ trái lại quẹo phải thì bây giờ phải đi ngược mà về thôi. Người ta vượt đèn đỏ đường, em vượt đèn đỏ thì chưa chắc đi đèn xanh em đã về. Cho nên chỉ có một xíu đó thôi. Và sẽ kết thúc bằng bài hát một đêm khoảng tầm ba bài để nuôi dưỡng lại cái cảm xúc. Còn bây giờ là em phải đổi dành tất cả mọi thứ vào show. Mình
Đâu có ai biết yêu thương năm xưa trở về, đâu có ai biết tình chiều mây câu hẹn thề. Và phim này em thông báo với mọi người là 10 năm sau em trở lại. Em cũng không biết em có trở lại được hay không, nhưng bạn có niềm tin và đức tin về ngày mai. Đâu có ai biết yêu thương năm xưa trở về, đâu có ai biết tình chiều mây câu hẹn thề. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.